Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video này mình xin chia sẻ với các bạn về kế hoạch tổ chức hội khỏe phù động của trường Trung học phổ thông Vị Thanh năm học 2022-2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cái bao nhiêu? Ê, đừng làm, cùng anh cầm nha. Sáu trái hay gì đó. Sáu không hay gì đó. Không qua được. Thank you.
Nhìn nhau, nhìn nhau.
Đừng có ý, Quỳnh ơi. Đừng có ý, đặt cái màu rồi, đừng có ý. Đây.
Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh. Và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.